Sau ba ngày Tết, các gia đình Việt thường sẽ làm một mâm cơm, rồi đốt vàng mã, tiễn gia tiên về trời sau một thời gian đã về ăn Tết cùng con cháu. Tuy nhiên, bản chất của việc này lại không phải như vậy. Trước hết, chúng ta cần hiểu về lịch sử vàng mã và tục hóa vàng. Tiền vàng mã hay tiền âm phủ được sử dụng từ thời Nam Bắc Triều 420 đến 589 sau công nguyên. Khi tế lễ, mai táng cũng như tảo mộ, việc đốt vàng mã cũng có liên quan tới Phật giáo. Còn với việc Phật giáo truyền vào Trung Hoa, qua phương pháp làm lễ hỏa tịnh, đàn hỏa thực, tức là dùng lửa đốt đồ cúng của tăng đoàn, việc chuyển sang đốt tiền giấy càng phổ biến. Quan niệm từ thời đó cho rằng, có thể dùng lửa để chuyển đồ cúng cho thần linh hay chư Phật. Tôn giáo tín ngưỡng và các quan niệm dần dần được thay đổi, tiền giấy ban đầu không dùng để đốt, mà chủ yếu chôn cùng, chơi xung quanh hoặc rải quanh mộ. Nhưng khi đốt tạo ra khói, có cảm giác huyền hoặc hơn, nên rất nhanh sau đó đốt tiền vàng mã được sử dụng phổ biến từ nghi lễ của vua quan đến người dân thường, tục đốt phần mã đã trở thành một tín ngưỡng trong dân gian. Thông thường sau thời gian 3 ngày Tết, hầu hết các gia đình Việt sẽ làm một mâm cơm rồi làm lễ hóa vàng và cho rằng đó là lễ tiễn gia tiên về trời hoặc cứ làm mà không hiểu lý do. Sự thật là tổ tiên lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta và tục hóa vàng đầu năm, bản chất liên quan đến văn hóa đón tài thần và hỷ thần nhưng ở Việt Nam không còn ai để ý mong rằng với các chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn. Chúc quý vị sẽ có một năm gặt hái thật nhiều thành công và nhiều sức khỏe nhé.